Alo. Thầy đến từ thầy Hoa, thầy tên là Xuân Biên ha. Hôm nay thầy sẽ dạy cho con bài nhảy về Giáng sinh ha. Bây giờ con cứ nghe thầy ha. Nghe không? Nghe hết chuyện không? Ok. Các bạn nè, mọi người nè, đi theo thầy ha. Bước qua phải rồi. Bước qua bên phải nha. 1, 2, 3, giờ bên trái. Ok. 1, bước. Ok, easy. Đây là bước này, bước nha. Bước 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, good job. Nào, bây giờ làm thêm hai cái nè. Đẩy ra trước, đẩy xe thôi. Đúng rồi, đẩy tiếp. 2 lần, đúng rồi. 1, 2, 3, 4. Ok, tưởng tượng đây có xe. Chân phải bước lên. Đó, trước. Ok. Vai nha. Dưới. Cắt gì thôi. À, đúng rồi. Đúng rồi. Chính xác. Mạnh lắm. Rồi. Đi lên nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Easy. À, bây giờ ráp hai động tác lại với nhau ha. Lại nè. 5, 6, 7, đi. Kéo ra, đẩy ra. Vâng, 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 vâng. Up, down, up, down. À, vai đâu? Ok, ha. À. Rồi, sau đó ngồi xuống. Nhúng nè, nhúng nè. À, trước ra phải. Ok, tay dè. 1, 2, 3. Rồi, kéo điện lại. Ok, ngồi xuống. Trái rồi. Tiếp tục, cởi lên. Trái. À, em lại. Ok. À, bây giờ mình làm từ đầu ở đây ha. Từ đầu nha. Từ đầu. 5, 6, 7, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cái gì đó? Cái gì đó? Đây. Bước qua phải. Rồi. Tay trái, tay phải. Che miệng, ngồi xuống. Không. Băng ra đây. Ok. Ở lên. Tiếp tục. Ok, bây giờ mình vô nhạc nữa nha. Nè, à. Tập trung nha. Tập trung. Ok. Bảy tám một hai ba bốn
5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 OK, rút ra 1 2 3 4 5 6 7 8 OK. OK, làm lại nha. Nhanh hơn chút nữa nè. Để mình vô được cái nhịp á, hiện giờ mình đang đi rất là chậm. OK. Bắt đầu này, 5 6 7 đi. Đấy, rồi. Rồi, bên. Vai đâu? Cái gì nữa? Nghe rồi. Cô tay nào đó chứ? Đây là gì? Trái, phải, trái, phải, ngồi xuống. Buông ra. Ok, đây là gì? Trái, phải, trái, trái. Ok, ướt ra buông. Ra. À, nhau. Ok, vô nhẹ nha. Lần này đi nhanh hơn nha. Lần này tụi con đây nha.